Cần biết. Ăn đi. Hôm nay là sau bao nhiêu ngày chờ đợi các bạn, là hôm nay mẹ con cũng đã nhận được quần áo cho bạn Kitty rồi này. Là mấy bộ rồi?
coi là tiết mục khu quần áo đấy cho hai bạn Kitty ấy nhé. Kitty thích bóc. Kitty thích đâu? Là dao này. Đấy như dao đấy. Tài đấy. Cái này nhanh củ. Cái quần áo mới, nhưng mẹ biết là quần áo mới sao nhốn nháo thế nhé. Đó là thích thê, thích chú. Ôi giời ơi con. Ôi nè. Dao đấy. Chị ơi, là mấy bế bí bộ. Bí 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 mấy bộ rồi. 5 bộ. 3, 4, 5 bộ. 5 bộ nhá. Trời ơi. 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 Nào mà nó mạo cả ba chị mà nó đứt thôi đi lấy thật thôi trời ơi phải nhìn như quá thế nhỉ. Chị em là mặc cái dây mà rộng rộng rãi thoải mái bóc cả bên kia thôi mà nhỏ xinh em nhỉ. Nào chị cầm quần áo của con chứ cái làm gì đâu mà đã cáu vậy hả? Mấy mà đi chơi bắt nhỉ? Tí thích không? Các bác ơi, nhìn xem là con đẹp đẹp dai không? Đẹp dai nhỉ? Con gái mà mặc đồ như thế này sẽ cho ngồi ra thế cho các bác nhá. Rất lái luôn. Sợ các bác nhìn thấy con đẹp dài không? Sợi sợi ôi sợi quần áo đẹp. Thích đấy. Thích thích. Vâng mà em mặc bộ trong đẹp không? Đẹp đẹp. Một cái bộ á. Thích tư nhân. Thích bộ này. Bộ này đẹp nhỉ? Nhìn Hàn Quốc. À đây 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 mặc thử cúc với nhá. Cúc mày mặc thử cho con nhá. Tí ơi, bây giờ tí thích các bạn. Tí thích quá phải không? Thích quá chạy rồi. Con nhìn các bạn xem đẹp kiểu dai không? Quá là đẹp dai. Không biết quần áo mới các bạn. Tí mà, à thích, tí thích mặc. À thích tôn tôn không à? Tí đến là tôn màu không. Đấy, chị rước mà. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên nào, đứng lên. Đứng lên các bạn xem à. Lên. Tí mà bộ tôi mà không không. Con thích cái bộ này à? À, thích bộ này cơ. Xem đi. Nó của mình yêu ai luôn. Thích bộ này à, thôi. Thích bộ này à? Chắc là thích màu đỏ quá. Đi đâu con? Đâu? Bây giờ hay mặc, bây giờ theo cái bông này mặc bộ này. Thua không? Úi giời, Kitty ơi, hôm nay Kitty biến hình thành ai đấy? Tôn Ngộ Không. Có phải không? Các bác ơi, nhìn thấy Kitty mặc bộ này có giống Tôn Ngộ Không mà. Thì còn có cả gậy đấy cơ. Cầm gậy mà như gặm mía ấy nhỉ? Ừ, đứng lên mà. Đứng lên đi mà. Cái này cũng nhiều mức lười đứng lắm cơ. Bộ này có vẻ còn hơi dài. Hơi dài. Để đấy em đứng. Trời ơi. Cái đâu? Cây, cây của con đâu? Tay áo, gặp áo, tay áo, dài quá. Hay nắm ấy, kiểu nắm. Mặc bộ nó dài hay nắm. Mặc bộ này nó có cái bộ kia đó, thấy cái bắt cửa ra không nhỉ? Đấy, không biết bộ dài. Bây giờ còn một bộ cuối cuối cùng các bạn. Bây giờ là mẹ con sẽ cho con thử bộ này tiếp theo nhá. Tất cả tổng 5 bộ. Đi. Kitty đã biến hài hình thành công rồi các bạn. Đấy, hôm nay là mẹ con là đã mua cho con 5 bộ chị Bích Bông. Chả bộ nào nhỉ? Chỉ chiều em Kitty thôi. Thì là đấy các bác, từ nãy giờ là cũng đã mặc bộ đấy, bộ là bộ thứ 5 rồi. Thì các bác thấy Kitty mặc bộ nào đẹp nhất thì bình luận ở dưới bên dưới nhá. À Kitty nghe mẹ thích bộ này Bích Bông ạ. Bộ này có hình siêu nhân. Nhưng mà kiểu Kitty mùa hè nhưng mà mẹ con lại mua cái bộ kiểu không người mặc thì rất là đẹp nhưng mà chắc là dài tay là
là dài tay, là không không thích ấy. Nắng. À, nắng này ngon. Trông mắt thế nhỉ, đi đâu mà đẹp dai thế? Đi đâu mà đẹp dai thế? Đi lấy vợ à? Hả? Thế vợ à? À, lấy cái bông à, để lấy mẹ đi pha một bình trà cho em. Bây giờ biết em mẹ có thích uống nước trà các bạn. Không được uống sữa. Vừa ăn cơm xong bây giờ mẹ con lại pha trà, con ngủ mắt bây giờ thích uống cái trà chanh cơ. Chán sữa rồi. Giờ lại chuyển ra uống trà cơ. Thằng này lắm chuyện lắm. Uống trà không uống bằng uống mút, vẫn còn uống bằng bàn bình. Ăn cơm xong, ăn cam xong. Anh lại làm bình trà. Anh này sướng lắm cơ. Ngon không? Bây giờ uống trà, trà chanh. Nhá, bác nào thấy à, các bác nhìn thấy cái tim mặc bộ nào thì bình luận ở bên dưới nhá, cho cái tim xin một like một tim, bác một bộ đây này, đây là bốn bộ đấy, mai lại con đi giặt cho ăn mà nhông chơi con mặt hết, uống từ từ đấy con. Yêu mà con tắt mấy cái đĩa đi con. Rồi. Bình trà nó cũng hết sạch luôn. No bụng chưa? Ăn cơm, ăn cam, no bụng chưa? Chuẩn bị đi ngủ đi. Muộn rồi. Ui, no quá. No quá rồi. Vậy đến nào mình ngủ nhá.